Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Việt Nam-Oman đã đạt được nhiều bước tiến từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Với nhiều lợi thế có thể bổ sung lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Theo số liệu của Bộ Công Thương năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Oman đạt 116,7 triệu đô la Mỹ, tăng 122,2% so với năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Oman đạt 40,9 triệu đô la Mỹ, tăng 74%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Oman gồm điện thoại di động và linh kiện, máy móc thiết bị, linh kiện ô tô và một số loại nông sản như cà phê, hải sản, rau quả, hạt tiêu. Các sản phẩm Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Oman gồm kim loại thường, quặng và khoáng sản, chất dẻo nguyên liệu, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Đến nay, Oman có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 340 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 33 trong tổng số hơn 126 nước và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Trong thời gian qua thì các cái hoạt động về trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Oman thì diễn ra là khá là tích cực. Nhiều doanh nghiệp của Oman thì cũng đã bắt đầu quan tâm đến tìm hiểu thị trường Việt Nam, và các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng bắt bước đầu là tiếp cận được thị trường Oman. Có thể nói rằng là cái quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Oman có rất nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Tuy nhiên hiện nay cái con số trao đổi thương mại hiện nay thì mới dừng ở mức trên 100 triệu đô la thì cũng chưa tương xứng với cả cái tiềm năng và triển vọng của hai nước. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi rất mong muốn là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa cho Oman, tăng cường các cái chuyến khảo sát thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia vào những hội chợ triển lãm, các sự kiện thương mại tại Oman. Và ngược lại, chúng tôi cũng đã đề nghị phía Oman thì là tiếp tục tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp sang giao thương tại thị trường Việt Nam. Với 82% diện tích đất nước là sa mạc, ngoài nguồn thu về dầu mỏ, Oman chưa sản xuất được nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó thì GDP bình quân đầu người của Oman ở mức cao nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cao. Vì vậy, Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, hải sản, sản phẩm sắt thép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng sang thị trường này. Ngoài ra, Oman cũng có thể là cầu nối giữa Việt Nam với châu Phi và khu vực Trung Đông, bởi nước này có nhiều cảng biển và kho bãi lớn để vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Hiện đầu tư của Oman tại Việt Nam còn khiêm tốn so với tiềm năng của Oman. Chúng ta cần khuyến khích để các doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, tìm hiểu thông tin về thị trường của nhau, tích cực triển khai các hoạt động thỏa thuận đã ký. Các doanh nghiệp Oman mong muốn gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam để trực tiếp trao đổi về khả năng hợp tác kinh doanh, liên doanh đầu tư ở các lĩnh vực. Việt Nam và Vương quốc Oman đã thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế kỹ thuật vào năm 2008 và hoạt động của Liên doanh đầu tư Việt Nam-Oman, VOE. Hoạt động của liên doanh này được xem như mô hình tiêu biểu cho quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hiện nay, đầu tư chủ yếu của VOE dựa trên câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong các lĩnh vực thiết yếu như điện, nước sạch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, hàng tiêu dùng. Hiện VOE đã giải ngân hơn 200 triệu đô la Mỹ trong vòng gần 10 năm qua, trở thành một dòng đầu tư tiêu biểu từ Trung Đông vào Việt Nam. Là một nước nhỏ ở Trung Đông nhưng Oman chủ trương tư duy toàn cầu về hợp tác kinh tế và đã nhìn thấy nhiều triển vọng lâu dài ở Việt Nam. Đó là lý do mà VOE đã duy trì hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam trong 10 năm qua. Chúng tôi rất lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam và tự tin sẽ gia tăng đầu tư ở đây. Chúng tôi mong muốn ưu tiên đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam như là hạ tầng, hậu cần, giáo dục y tế, năng lượng tái tạo nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Việt Nam và Vương quốc Oman. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Oman tìm kiếm những cơ hội đầu tư hợp tác với Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ xúc tiến các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh trao đổi hàng hóa, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện thương mại và đầu tư được tổ chức ở mỗi nước, nhằm thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, từ đó nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước.